Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là tối ngày thứ 6, 29 tháng 10, 2021. Chúng tôi đang có mặt tại buổi dạ vũ hóa trang Halloween được tổ chức tại đài truyền hình SCBTN, thành phố Garden Grove, Nam California. Đây là lần đầu tiên đài SCBTN tổ chức đêm dạ vũ hóa trang Halloween. Xin chào quý vị, thật sự hôm nay rất là vui vì anh em SPTN là một chương trình là cây nhà lá vườn, anh em vui chơi với nhau và quý vị cũng thưởng thức được những bài hát cho tới bây giờ rất là rùng rợn và hay, phải không? Đây là lần đầu tiên. Đúng rồi, nó kèm theo một tí hóa trang, ai cũng thấy sống con người thầm kín của mình, không? Không cần ai biết mình là ai cả, đó. Chúng tôi cũng biết hôm nay có tới 3 cái giải chúng hóa trang. Vâng, giải nhất là 1.000, giải nhì là 750 và giải ba là 500. Nhưng mà quý vị có thể tăng cái giải này được nếu có thể sẽ có những mạnh thường quân gọi vào và ủng hộ thêm để làm cho các thí sinh hào hứng và rất là vui, và đó là một khích lệ cho lần sau chúng ta tổ chức những buổi dạ tiệc như thế này trong tương lai. Vâng, vâng, không hẳn là chúng ta có nào có là Halloween rồi Giáng sinh vân vân, rồi rất là nhiều cuộc vui chơi để chúng ta gần gũi với nhau hơn. Rất là vui tại vì sau 2 năm bây giờ nước Mỹ chúng ta là được an bình và trở lại, và đây là một lễ hóa trang thật là vui. Tại lễ rất là hạnh phúc là nghệ sĩ mà mình lâu lâu mình được hóa trang người khác vui lắm. Nói về nhân vật vừa rồi là nhân vật Kim, là ma, đây là không phải là ma mình sợ bề ngoài, con ma nó cũng có cái tâm hồn cũng giống như con người, là một người ma quá phụ, nhưng mà khi mà đẻ con ra thì cái sự mà ma lực á, sự mà sự ác á bao giờ cũng có, và sự thiện cũng bao giờ cũng có trong con người. Giữa cái thầy lễ diễn như vậy thì thầy lễ mới nói là cổ con ma đó nó muốn ăn thịt con đó, nhưng mà đó là con đó nên nó vẫn là một người, nó vẫn thương mến, nhưng mà cái tính ma bên người nó vẫn bộc phát ra. Tuy đơn giản là một tiết mục thôi, nhưng mà thầy cũng muốn đem lại cho quý vị thật là vui, và mong quý vị lúc nào cũng khỏe mạnh. Con Nguyễn Đức Đạt. Dạ, đó là một cái chương trình pho tượng base, tức là căn cứ vào cái nhạc phẩm Lửa Tình của Nguyễn Đức Đạt, dùng một cái chương trình pho tượng nhưng mà có điều rất là năng động. Tôi chào, kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình FPTN. Kính chào anh Phan Việt Nam. Hôm nay là ngày vui của FPTN tổ chức ngày vui Happy Halloween trên sân khấu rất là hoành tráng. Tôi chào rất là vui khi đài truyền hình càng ngày càng thăng tiến, có những cái chương trình lễ và hội như vậy rất là thu hút cho khán giả. Tôi chào cũng mong quý vị khán giả có thể ủng hộ cho đài truyền hình FPTN. Hello. Không biết chương trình Cầu Nhạc Phương Nam cái mùa Halloween này có làm một cái show gì đặc biệt về Halloween hay không? Dạ đúng rồi, thứ ba này thì cô dĩ nhiên là cũng phải là hóa trang, dạ hội hóa trang. Có hôm nay thì chị Ngọc Đáng, anh Philip Nam, chị Cẩm Thu có những cái đó có đi show xa, thành ra không có Tuấn Tấu, Tuấn Châu cùng với Quỳnh Hoa với lại những bạn hậu của Tuấn Châu. Hôm nay rất là vui. Ngọc Đáng, Cẩm Thu với lại Philip Nam mà coi những cái chương trình này chắc nhớ gì lắm, tiếc gì lắm. Tôi cho mong quý vị khán giả có thể ủng hộ cho SPTN. Go! Phan Đại Nam tường trình từ đài SPTN thành phố Garden Grove, Nam California.